Theo Sở Y tế Đồng Nai, tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi trên địa bàn tỉnh năm 2023 giảm nhẹ so với năm 2022, đạt chỉ tiêu của tỉnh đề ra cho ngành y tế. Cụ thể, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng cân nặng theo độ tuổi năm 2023 là 7,7%, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng chiều cao theo độ tuổi là 21%. Năm 2022, lần lượt là 7,8% và 21,5%. Để có được kết quả này, trong năm nay, ngành y tế đã tổ chức nhiều hoạt động phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em như ngày vi chất dinh dưỡng, chiến dịch uống vitamin A, tư vấn tại hộ gia đình, tại các cơ sở y tế cho gia đình có trẻ suy dinh dưỡng. Năm 2024, mục tiêu Đồng Nai giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng cân nặng theo độ tuổi còn 7,6%, suy dinh dưỡng chiều cao theo độ tuổi là 20,5%.